Dạ, em chào bà con của kênh LTK ha. Thì hôm nay em có về giao lưu cùng bà con số cây nha bà con, như là Mỹ Cam. Mỹ Cam đã vô dây thuần chậu nha bà con. Mỹ Hồng ha, trang đỏ, trang vàng và giấy ngũ sắc nha bà con. Đó, đây là cây Mỹ Cam đầu tiên ha. Em bắt đầu giới thiệu nha. Em tên Luân ở quận Môn, thành phố Cần Thơ ha. Số điện thoại em là 0907 214139 ha. Đó là số Zalo luôn nha bà con. Bắt đầu mình giao lưu cây số 1 đầu tiên ha. Đó, cây số 1 là cây Mỹ Cam nha. Đã vô dây rồi, ăn dây nha bà con, dáng đổ rất là đẹp ha. Đặc biệt trong cái chậu này cũng đẹp luôn nha. Đó, đang rộ bông nha bà con. Mỹ Cam ha. Đây. Mỹ Cam đã ăn dây rồi nha. Rất là đẹp, dáng đổ ha. Một cốt nha bà con. Thường chậu nha, cây này nếu mà gần á thuận tiện thì em sẽ giao xe, giao nguyên cả cái chậu vừa luôn nha bà con. Còn ở xa thì mình chắc có lẽ là mình không vô thầy ý không có giao chậu được ha. Lý do cái chậu này rất là dễ bể. Rồi em báo thông số cây số 1 nha. Cây số 1 này chiều cao của nó là 80. Đó, cái đổ của nó là 1m3. Tán ngang của nó là 70, gốc này là 18. Cái này là một cốt nha bà con, gốc rất là già gốc rồi ha. Đây. Tại ngày qua nó lên mấy cái nhánh này mới cắt cho nên thấy nó mấy cái này phải cắt sát vô ha. Một cốt hết nha. Rồi cái này có giá là 5 triệu bao gồm phí ship luôn ha. 5 triệu cây Mỹ Cam nha bà con, cây Mỹ Cam dán đổ đầu tiên 5 triệu ha. Đây. Rồi, đừng nếu mà thuận tiện á, đường gần thỏa thuận được thì em sẽ giao xe, giao luôn cái chậu luôn cho bà con nha. Rồi còn đường xa thì mình chắc là bó bầu nha bà con. Rồi, xuống cây ha. Tiếp tục. Rồi, tới cây số 2 ha. Cây số 2 là cây Mỹ Hồng nha bà con. Cái Mỹ Hồng tàn tròn rất là đẹp, đang gộ bông luôn nha. Hàng này thuộc thân chậu hết nha. Đó, tàn tròn. Không khuyết điểm luôn nha. Quá đẹp nha bà con. Đang gộ bông luôn ha. Rồi, cây số 2 này chiều cao là 1m5. Ủa 1m15. Xin lỗi nha, 1m15, tán ngang của nó là 1m2. Gốc này là 14 nha bà con. Cái này một cốt hai nhánh nha. Đó, một cốt mà nó ra thêm đây một nhánh nữa nha, chứ một cốt ha. Xét cái này là dây chín này là 14 nha. Rồi, cây này là giá là 1,8 triệu bao gồm phí ship luôn nha. Đặc biệt cái này em cũng để chậu luôn cho bà con nha bà con. Chậu mũ ha. Em để chậu luôn cho cây mình đỡ mất sức nha. Rồi, cây Mỹ Hồng số 2 giá 1,8 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Cây rất là đẹp ha. Rồi, xuống cây ha. Rồi, cây số 3 là cây trang đỏ ha. Trang đỏ tàn thông một cốt ha. Cây này rất là dài cây nha. Cây này chiều cao của nó là 1m6, ngang 1m3, gốc này là 20 ha. Đó. Tàn rất là tròn cho nó lớn nha bà con. Mình không có để lên bằng quay được ha. Rồi, rồi vậy đi. Ha. Cây này có giá là 5,5 triệu bao gồm phí ship. Cái này nếu mà được thì em cũng sẽ giao xe nha bà con. Tại vì lúc rồi có cái là clip rồi em có quay cây này rồi. Nhưng mà có cái do đường nó xa, vận chuyển nó cũng khó cho nên là cũng chưa chốt xong cây này nha bà con. Cây này có giá là 5,5 triệu ha. Đó là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi, tiếp theo là cây số 4 nha. Cây số 4 là cây đỏ nhung. Đó, cây đỏ nhung này tàn tròn nha bà con. Em mới vừa cắt tược ha, cắt đọt ha. Ra rất là đẹp nha. Rồi, cây này chiều cao của nó là 1m25. Ngang của nó là 1m ha. Gốc này là 14 nha. Cây này có giá là 2 triệu nha bà con. Đỏ nhung lá bóng nha. Cây rất là sung nha. Rồi, cây này là bao gồm phí vận chuyển luôn nha. Đó, cây này thì nó chưa lên bông. Nhưng mà thật ra thì khi bông á, mình ship vận chuyển đi đường xa, thì tới nơi là nó bông nó bị rụng bị héo, cái bà con cũng không có được hài lòng lắm. Thì bây giờ nếu mà được cây này thì bà con cứ về để đợt bông sau, và sau này mình chơi lâu dài ha. Rồi, cái số 4 của mình giá 2 triệu ha. Rồi, tiếp theo là lô giấy nha bà con. Rồi, bắt đầu là tới lô giấy ngũ sắc của mình nha. Nhưng mà đặc biệt có cây này nó lọt cái 4 màu ha. Nó thiếu một màu, còn tất cả những cái lô còn lại, cây còn lại là 5 màu hết nha. Đây, màu vàng, màu trắng, màu cam, màu đỏ ha. À. Rồi, cây này chiều cao của nó là 1m, ngang 70, gốc này là 11, cái này có giá là 900.000. Rồi, cây giấy số 5, 900.000 bao gồm phí ship, giấy thì ship nguyên chậu được nha bà con. Rồi, mình xuống cây luôn ha. Tới cây số 6 ha. Đó là tới luôn ngũ sắc của mình nha, đủ 5 màu hết nha bà con. Cái nào lên đủ 5 màu là mình em báo đủ 5 màu nha. Rồi, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu cam. Cái này là đủ 5 màu hết ha. Cái này là gốc Mỹ rất là đẹp nha bà con. Gốc Mỹ ha, ghép Thái.
Cây này là cây số 6, cao 1m1, ngang 80, gốc cây này là 18, cây này có giá là 1,6 triệu. 1,6 triệu là bao gồm phí ship luôn ha, cây này ship nguyên chậu luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây số 7 nha bà con, cũng là giấy 5 màu luôn nha. Cái lô này thì nói chung là tàn, nó tàn dù nha bà con, một thân thẳng lên nhìn rất là đẹp ha. Cái này mà để lớn lớn tàn xíu nó xè ra là đẹp lắm nha. Gốc Mỹ luôn ha. Cây số 7 này cao 1m2, ngang 80, gốc này là 14, cái này có giá 1,3 triệu. Cái này cũng đủ 5 màu luôn nha bà con. Đây, để cho bà con xem cái nha. Màu hồng, màu đỏ, màu vàng, đây là màu cam, à, đây là màu trắng ha. Đủ 5 màu hết nha. Gốc Mỹ thuần chậu luôn nha, cái này ship chậu luôn ha. Cây số 7 giá 1,3 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây số 8 nha. Số 8 gốc cái này rất là đẹp nha bà con, rễ đẹp ha. Cái này là cũng 5 màu luôn nha. À, đỏ, đỏ, hồng, vàng, cam, trắng ha. Rồi cây số 8 này cao 1m2, ngang 80, gốc cây này 15, cây này có giá là 1,3 triệu luôn nha. Gốc cây này là 15, ngang 80, cao là 1m2. Gốc rất là đẹp, quái nha. Gốc Mỹ nha bà con. Rồi cây này là 1,3 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi tiếp theo là cái số 9 nha bà con. Cái số 9 cũng là cái giấy thái 5 màu. À, cái giấy thái này 5 màu luôn nha bà con. Màu trắng nè nha. À, màu hồng, màu đỏ, màu vàng và màu cam. Rồi cái này cao 1m2, ngang 85, gốc cái này là 15. Cái này cũng có giá là 1,3 triệu luôn nha. À, 1,3 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Dáng cao nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 này là cao 1m, ngang 75, gốc cây này 11, cây này nhỏ hơn xíu, cây này có giá là 1,2 triệu. Cây này cũng là 5 màu luôn nha bà con. À, màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu vàng và màu trắng. Đủ 5 màu hết nha. Rồi cây này 1,2 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Cũng là gốc Mỹ luôn nha bà con. Rồi xuống hàng. Rồi tới cây số 11. Cây số 11 này cũng 5 màu luôn, bắt đầu nó đang ra bông nha bà con, nhưng mà nó chưa có gỗ lắm nha. Đây, nhưng mà vẫn phân biệt được 5 màu. Đây là màu trắng nha, đây là màu cam ở đây ha. Đây là màu hồng, đây là màu đỏ nha. Đây là màu vàng đây ha. Đó, còn những cái mắt ghép này nó chưa ra lên màu nha bà con, nhưng mà mình vẫn thấy được 5 màu rồi ha. Còn những mắt ghép này chưa lên nha. Rồi, cây số 11 này cao 1m1, ngang 75, gốc cây này là 12 nha. Cái này có giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu bao gồm phí vận chuyển luôn nha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây số 12 nha bà con. Cái này là vẫn là 5 màu luôn nha. Đây, màu cam, màu đỏ. Màu cam đây là màu hồng, đây là màu đỏ. Đây là màu vàng và màu trắng ha. Đủ 5 màu hết luôn nha bà con. Cây 12 này cao 1m1, ngang là 85, gốc cây này là 15 luôn nha. Cái này có giá là 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn ha. Ừ. 13 hay gì? Vậy là hai cây 12 rồi, nó trùng hai cây 12 rồi đó. Dạ, tới cây 14, cái mùa là cây vàng bonsai nha bà con. Đó, cây vàng bonsai đang lên bông thuần chậu luôn nha. Mâm tay đầy đủ ha. Rồi, cây này là chiều cao của nó là 85, ngang 85 luôn, gốc 13. Cây này có giá là 1,8 triệu nha bà con. 1,8 triệu là bao gồm phí ship luôn ha. Đây, một cốt ha. Dáng hơi đổ nha bà con. Ha, 1,8 triệu bao gồm phí vận chuyển luôn ha. Rồi, cây bonsai số 14, giá 1,8 triệu nha. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi cây số 15 nha, là cây vàng tàng thông nha bà con. À, clip rồi thì cũng có một số vàng tàng thông, nhưng mà em bán rồi thì những cây này cũng còn tương tự, nhưng mà em không có giới thiệu để bà con xem clip cho nên nó dễ nha. Cái này là lô mới.
Đây, cây 15 là cao 1m2, ngang 80, gốc này là 14 nha. Cái này lưới này để nữa mình dỡ lên cho nó dễ thôi nha bà con. Cái một cốt hết ha. Rồi, cây này bó bầu nha bà con, cây này giá 1 triệu ha. Cây vàng tàng thông số 15, giá 1 triệu ha, bao gồm phí ship luôn nha. Rồi, xuống cây ha. Rồi, tới cây số 16 ha, cũng là cây vàng tàng thông luôn nha bà con. À, nói chung là số đo của nó là cũng tương đối giống như nhau nha bà con. Cái này 1m3 là chiều cao, ngang 75, góc 12, cái này cũng giá 1 triệu luôn nha. Nó cũng là 9,5 10 nha, nó cũng giống giống nhau hết nha bà con. À, một cốt ha. Rồi cây 16 này cũng giá 1 triệu luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây 17 nha, là cây tàng thông đỏ nha. Cây này chiều cao 1m3, ngang 75, gốc cây này 12, cây này cũng giá 1 triệu luôn nha bà con. Chung là số đo nó cũng tương đối bằng nhau nha, tại vì mình chơi cặp cho nó đều đều ha. Cũng là một cốt luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cũng cây cây đỏ tàng thông tiếp theo nha bà con. Cây số 18. Cái này chiều cao 1m3, ngang 75, gốc cái này 12 luôn nha. Đó, nó hình như là số đo nó cũng gần gần giống nhau luôn nha bà con. Cái này cũng có giá là 1 triệu luôn ha. Cây đỏ tàng thông, một cốt. Tàn rất là dày tàn nha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây số 19 nha bà con. Số 19 là chiều cao của nó là 1m2, ngang 80. Gốc cây này 7 nha bà con. Gốc cây này 7 ha, gốc cây này 7 nhưng mà gốc cây này có đế nha, có cổ có đế ha. Cái này có giá là 550 nha. Đây 550 nha bà con. Cây đỏ lá chung ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây vàng bonsai số 20 ha. Cái này chiều cao là 1m, ngang 85 ha, gốc cây này 12, cây này cũng có giá là 1 triệu 8 luôn nha bà con. À, cây này là củ đế có luôn nha, rễ lớn không nha bà con. Cây rất là khỏe ha. Đây. Đợt bông này nó chuẩn bị hết rồi nha bà con. Mình về mình đang chuẩn bị lên đợt bông mới nha. Rồi cái này 1 triệu 8 bao gồm phí ship luôn ha. Mâm tay đầy đủ nha. Rồi xuống cây hang. Rồi cây 21 nha. Cây 21 cũng cây vàng bonsai luôn nha. Rồi cây này chiều cao 90, ngang 1m, gốc cây này 13 nha. Cây này có giá là 1 triệu 6 nha bà con. À, giá 1 triệu 6 ha, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây 22 nha bà con. 22 là cây đỏ tàng thông. Cây này cốt lớn ha. Cây này củ rất lớn nha. Rồi cái này chiều cao của nó là 1m2, ngang là 70 luôn, gốc cây này là 15 nha. Cây này cũng có giá 1 triệu luôn nha bà con, gốc 15 ha. Đó, tàn rất là dày tàn nha bà con, đang bông ha, rất đẹp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây 23 của mình, 23 là cây trang vàng tàng thông luôn, cao 1m2, ngang 70, gốc cây này 14 luôn nha. Cao là 1m2, ngang 70, gốc 14 ha. Cái này có giá là 700.000. Đó, cái này nó về mình trồng ngay là gì nha bà con ha. Đó, là cũng rất là đẹp nha. Nhưng có cái là cây này nó không sum hung là do cái chậu nó quá nhỏ, nó hết phân ăn rồi ha. Đây, rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây tàn tròn đỏ nha bà con. Cây đỏ một cốt tàn tròn lá nhỏ nha. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m25, ngang 90, gốc cái này là 14 nè.
Cái này có giá là 850 nha, bao gồm phải ship luôn. Đó, một cốt cốt rất là già nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Nó cặp với cái đỏ mà. 55 nè. Ủa vậy hả? Rồi tới cây Mỹ Cam 25 ha. Cây này chiều cao của nó là 90, ngang 80 nha bà con. Cái này là nó một chung một cốt nhưng mà nó ba thân nha, bốn thân. Thân nó lớn khoảng bằng ngón tay nha bà con. Đó, cây 25 này có giá là 1 triệu ha. Ủa vậy là còn cây đỏ đó có ha. Rồi cây Mỹ Cam ha, cái này đã vô dây rồi nha bà con. Đó, đang chờ chơi bông thôi nha. Này bắt đầu là đang chuẩn bị bông hết ha. Rồi xuống cây luôn ha. Tới cây 26 nha. Đây, cây 26 này chiều cao của nó là 75, ngang 60. À, đây nè, nó một cái bệ rất là lớn nha bà con. Đây. Cái củ rất là lớn nha, lên 3 thân ha. Rồi cái này có giá là 600.000. Cái 26 đang nụ nha bà con. Đó, cái này tầm 10 ngày nữa thôi, mình bắt đầu bông nó nở rất là đẹp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Tới cây 27 là cây Mỹ Hồng mini nha bà con. Đây, cây này cũng đang nụ nha, có bông nở rồi. Đây những này là nụ không đây nha. Đó, đây. Cái này là lên nụ hết nha. Đây. Rất là đẹp, cây này tan cái tròn nha bà con. Đó, cây 27 này chiều cao 75, ngang 70 ha. Cái này giá là 350.000. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 28 của mình ha. Cây 28 là cây trăng đỏ nha bà con, tàn tròn. Cây này thì nó cũng vừa hết đợt bông, cho nên nhìn thấy nó không đẹp lắm ha. Khi mà nó ra bông thì thấy rất là xum xê và đẹp nha bà con. Nhưng mà cây kiển thì mình cứ chơi theo thời gian nha. Rồi cây số 28 của mình là cao 1m05, ngang 80, gốc này là 12 ha. Cây này cũng có giá là 850.000 nha bà con. Rồi 850.000 bao gồm phí vận chuyển luôn ha. Em nhắc lại số điện thoại của mình nha. Số điện thoại em là 0907214139 nha bà con. Rồi tới cây me, em còn có cây me nha bà con. Rồi cây me 29 là chiều cao của nó là 45, ngang 60, gốc này là 18 nha. Đây. Cây này có giá là 900.000. À, đây. Rồi ai có thiện chí mua cây me này có thể thương lượng nha bà con, em có cây bán cho xong luôn nha. Cây me 29 900 luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cặp 30, tức là cái cặp này em bán để chủ yếu là mình bán giống nha bà con. Ai mua số lượng lớn thì cứ gọi em. Em mới về cái lô mà tàu lá chung cam rất là đẹp. Cái này là hồng phấn lá chung ha. Cái này là bông để mình tượng trưng thôi nha. Còn nếu cây giống thì nó sẽ không có bông nha bà con. Cây này là hồng phấn lá chung, cao 25, ngang 25 luôn. Cặp này có giá là 250. Bông nó về nha bà con. À. Còn những cây giống của nó là như vậy, bông không có bông ha. Tại vì những cây mình để trồng thì mình sẽ không bông ra, mình cắt cho nó mau lớn nha. 250 nha bà con. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 31 nha. Cây là 31, cây là vàng lá quắn. Rồi chiều cao của nó là 40, ngang của nó là 25, cây này có giá là 250 luôn. Cặp này là 250 nha bà con, hai cây ha. Đây. Rồi tới là tàu lá chung màu cam nha bà con. Đây em về một lô này rất là nhiều nha. Cái 32, cặp 32 này ha, cao 25, ngang 25 luôn ha. Cặp này có giá là 250. Ai mua số lượng lớn điện cho em giá cả thương lượng nha. Còn một cặp này là 250, đây màu cam, tàu cam. Còn đây, nó đây, nè chưa có bông, đây là giống nha. Em về mua nguyên một lô này luôn nha bà con. Đây, nó chưa có bông ha. Còn những cái có bông nó là như vậy. Bông rất là đẹp nha. À, rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới là đỏ nhung nha bà con, đỏ nhung lá bóng nha. Mấy cái này là chưa bông nhưng mà cây rất là sung cây nha, tàn đẹp nha. À. Cây đỏ nhung 33, chiều cao 1m3, ngang 80, gốc này là 9, cái này có giá là 750 nha bà con. Đây đỏ nhung thì cái củ cây nào cũng vậy, củ lớn đẹp ha. À.
tàn rất là đẹp nha bà con. Tàn dù ha, tàn tròn dù nha, cây 33 750 nha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây 34 cũng đỏ nhung luôn nha. 34 đỏ nhung tàn dù luôn nha bà con. Cây này lên bông cây rất là đẹp ha. Nhưng mà cây rất là sung cây nha, thuần chậu hết rồi nha bà con. Cây 34 này là chiều cao 75, ngang 80, gốc này là 8 nha. Cái này có giá là 700.000. 700.000 bao gồm phí vận chuyển luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây Mỹ Hồng nha bà con. Mỹ Hồng thoát thân cao. Những cây này là ở đầu đang ra chuẩn bị ra bông nha bà con. Đang chuẩn bị ra bông hết nha. Cây rất là sung cây ha. À, cây 35. Cây Mỹ Hồng 35 là chiều cao của nó 85, ngang 75. Gốc cây này là 9. Cây này có giá là 600.000. 600.000 nha bà con. Bao gồm phí ship luôn ha. Cây Mỹ Hồng tàn tròn. Cây này là đợi là khoảng tầm nửa tháng nữa thôi. Là cây ra bông cây tượng rất là đẹp nha. Rồi xuống cây luôn ha. Để đó đi. Rồi tới cây cuối clip của em nha. Cũng là cây Mỹ Hồng cuối clip luôn ha. Là cây 36 nha. Cây 36 cao 1m, ngang 85, gốc cây này là 12. À, cây này có giá là 700.000. Đây cây này cũ đế rất là dữ nha bà con. Này. Cũ nở nè. Rất là lớn. À, cây này thường chậu hết rồi nha. Cây này thì đang gỗ bông rất là nhiều nha. Búp nụ đều hết trơn luôn nha bà con. À. Rồi cây 36 này cũng là cây clip của em ha. Dạ em kính chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong lớp sau ha. Dạ.